nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị và khách quý đã có mặt trong chương trình lễ trao học bổng và tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2023-2024 của trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân. Lần đầu tiên, Đức Minh rất hân hạnh được phép gửi lời chúc sức khỏe đối với các quý vị đại biểu. Để mở đầu chương trình, xin mời các quý vị cùng thưởng thức tiết mục Một Vòng Việt Nam do lớp 9A12 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếp nối chương trình, xin kính mời cô Võ Thị Kim Khuê, hiệu trưởng nhà trường, để có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Phần phát biểu của cô hiệu trưởng đến đây là hết. Và sau đây là phần trao bổng cho những học sinh xuất sắc nhất trong năm học vừa qua. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Mạnh Toàn, học sinh lớp 9A8 đã nhận được học bổng toàn phần của trường chuyên khoa học tự nhiên. Và bạn Đoàn Thị Trúc lớp 9A10 sẽ lên nhận học bổng trường chuyên khoa học tự nhiên. Xin mời bà Nguyễn Thị Kim Khuê, hiệu trưởng nhà trường, sẽ trao học bổng cho ba bạn học sinh đó. Phần trao học bổng đã kết thúc chương trình một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và xin chúc quý vị có được dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.